chà, cái bậc ganh này khó đi dữ à, một xíu à. Bậc ganh này nước nó ngập, đi răng quặng té, răng cũng luôn. Động tĩnh gì không? Ồ, bợ một ẻm nữa. Quá đã, quá đã. Đó, tung tăng, tung tăng. Tung tăng, tung tăng, tung tăng. Ủa, cái này xình không à. Nàng giải à. Để chân quay không được, nó ghê. Mày hả bưởi. Một ẻm. Kẹp vô. Dùng cái chiêu là đùi kẹp luôn. Đó, bạn nghe cá táp ghê rồi. Lóc. Bụm, bụm. Kinh khủng thiệt chứ. Mấy cá lóc này nó khiêu khích mình. Nào lên mình tàn sát mấy cá lóc này. Dạ. Cái rảnh này nè, mình cầm câu cá lóc ngon lắm. Cái gì đây? Gì không? Đâu rồi? Chưa tới. Ôi lụm mẻm nữa à. Ôi liên hồi liên hồi. Đó. Nhảy hả mày? Ủa con này cũng trọng ha. Nhảy gì mà nữa mà nhảy. Nào để mình quay rớt cái điện thoại xuống cái rãnh mương cái xộm. Rồi lúc đó thôi rồi cười ra nước mắt luôn. Nhảy hả mày? Một ẻm nữa. Vô túi. Quá trời ếch rồi. Kinh khủng gì chứ. Không thể tưởng tượng nổi cái đồng này ếch nhiều ghê hồn. Vô mày. Cần nào cũng dính chân. Chỉ có sảy mấy cần thôi. Có gì đây? Cái chân góc quyền hội. Ồ lụm gạo, lụm gạo. Ít cũng trọng. Nhảy ghê ha. Nhảy dữ mày. Đó. Ồ con còn nhảy kế bên mới lại nên sao. Nhảy cái sộn nữa trời. Nhảy gì mà nhảy. Vô tay anh mày rồi. Không bao giờ xảy nổi đâu. Cũng được. Trọng ha. Vô. Chỗ này thế nào hồi cũng đi cuốn câu cũng lụm con nữa. Mới nghe nhảy cái sộn nữa. Đó, nhảy quá thì nhảy. Vô mày. Mất mồi kiếm con nữa kìa. Chỗ này lý tưởng quá. Chân gốc, chân dôi này. Góc ruộng này. Ếch mới lại đây nhảy còn sộn nữa. Thà cho nó miếng thức ăn ngảo hạn nữa. Kìa kiếm con tới nữa. Dụ dỗ con nữa. Giờ mày đó. Mồi tung tẳng là lại nó đớp phát liền. Dính chấu. Đi tiếp thôi. Sao đây, sao đây? Rồi lụm đằng kia, lụm con nữa kìa. Cái này, bờ này thì chiều mình cầm con cừng một hả ta? Không nhớ luôn. Cầm một cừng mấy cừng trời. Mới cầm chiều quên nè, dính con. Nhảy gì nữa mà nhảy. Nhảy hoài.
bờ được cặm, hình như là chiều có cặm phải. Có ai giống như mình không? Mới cặm chiều bây giờ này quên, không nhớ cái bờ ganh này nó có cặm không. Hôm nay quá trời bờ ganh ruộng. Vô chiêu chiêu ủa bạn có kiến lửa ghê hồn không? Có dễ luôn. Có gì không? Ừ, chất quất. Mày có giấu lên ta sao chất quất ta? Nghiên cứu ấy. Không có. Không có giấu luôn hết. Dế kêu ghê hồn không? Ồ, ồ, mày hả? Tủng tẳng, tủng teo, tủng tèo, tủng tẻo. Lụm gạo. Để chung quay không được mới ghê. Chạy đâu cho thoát. Về tao xào nó cách mày luôn. Cũng ngon lành ha. Nguyên một túi luôn. Vô mày. Móc một chùm qua, kiếm thêm con nữa. Chuồng quắn ông Long cũng đào, con nào nó bành bành luôn, chuồng hổ. Cho nó một chút vitamin C, vitamin D rồi, đẹp da đẹp lão rồi. Miếng ớt nó khoái lắm. Đi tiếp thôi, kiếm con nữa. Ồ, lụm nữa, nhìn xa xa thấy lụm nữa rồi. Thù. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Lụm con nữa. Cái bờ ganh này để chừng quay không được với ghê chứ. Thiệt tình chứ. Bạn xem clip này nó không mấy, bạn thông cảm nha. Tại bờ ganh nó sình không. Để chừng quay không được. Sợ nó nghiêng nó rớt xuống cái rãnh ruộng này cho xong xà bông luôn. Vô mày, vô. Vô. Vàng ngính, vàng như nghệ. Vô mày ơi, còn ngại ngùng gì nữa. Vô chơi bạn bè mày chẳng ngốc chơi kìa. Không chịu vô, vô. Ồ, ồ, một ẻm nữa. Trời ơi, nó mùi xích cắn tùm lum trơn. Con này bằng con nhái à. Nhỏ quá trời nhỏ. Đi đi mày, thả mày đó. Xíu vậy mà lại cũng đớp mồi, phá mồi tao. Không đi. Kiếm con bự rồi. Gì đâu bằng con nhái gì. Ếch thiệt tình chứ. Trời ơi, bù xích quá trời bù xích. Tiếp tục, tiếp tục. Bờ ganh này gì có cầm ta? Như có. Đúng rồi, ganh này. Dạ. Cần này ngon lắm, cái chặn ngã ba. Ô. Nguồn ếch bự ghê ta. Được, 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 được. Ừ, ếch trọng ha. Nghĩ dữ.
Hết này gọi là quá đã được nè. Ủa, giận cháy luôn mà mẹ ơi. Vàng. Vô. Vô chơi với bạn bè trong đây nè, nhóc chơi trong đây. Vô mày. Rồi, tiếp tục luôn các bạn ơi. Ý trời ơi. Dính nhiều quá thôi đó, ông Long cũng thăm câu xong rồi, nhờ ông quay giùm. Đó, ồ sao gỡ mau dữ hả? Dạ rồi. Hồi nãy bên kia gỡ không được luôn á, nó cứng nhắc à. Ông anh cầm lưỡi ó là phải vậy chứ sao, gỡ khó lắm. Yeah. Đầu đôi tài chân đắp đất luôn các bạn. Vô. Quá. Lòng bữa nay cũng trúng ghê hồn luôn. Cái gì vậy? Cái đó cái bịch gì anh? Bịch trùng anh. Trời ơi, móc lận nguyên con vậy hả? Không có, tại trùng bự quá móc nữa con à. Ghê. Quá dữ. Chết hả? Tại này lúa chưa tổ. Còn mồi không? Mồi lúc nào còn. Còn có dấu dò gì không? Không. Chết luôn hả? Không có con nào đến mùi lại hết. Kỳ vậy? Không có ít, làm sao mà có đến mùi được. Ồ, có đường qua luôn hả gì ạ? Có chứ. Đi tiếp luôn các bạn. Chơi ngay góc ngã ba rồi không ta vậy, đội gì đó. Mình thăm xong rồi. Mình đi qua đây luôn. Chứ ở ngọn chỗ mũi quá mũi. Cái đường đi thiệt là độc. Lên bờ xuống ngủ. Gì? Lụm lúa hả? Lụm lúa rồi các bạn ơi. Đâu? Đây. Ít lúa các bạn ơi. Gỡ ra coi. Trời mau chứ hả? Cái câu này dễ mở. Cái gì? Cái câu ó mới khó mở. Trời đúng rồi. Hèn chi nãy giờ ó bên kia khó mở mất hết luôn á. Câu ó dính khó xảy. Làm cái cục cái chỗ nó nằm vậy đó hả? Gì? Nè, nó cũng khét lỗ hoài bản quá hết ta. Trời. Vẫn chơi hoài. Rồi vậy đó hen. Vậy là lụm thôi. Cho nó một chút vitamin C, vitamin D. Mắm nêm rồi vô. Thấy chưa? Lụm gạo. Có lúa. Nhỏ nhỏ thôi, 12 khuya rồi đó. Đâu? Nè. Vàng cháy. Quá đã. Tự gì chịu nổi, về xào nó cách. Nướng đi, ngày mai chắc mốt, ngày mai vài bữa chắc làm bằng cái nướng và cái với cái sa tế của Hiếu cho. Trời ơi, con người ta là một bồng thổi thần trời. Quá trời hết luôn các bạn ơi. Công nhận này ếch kinh khủng thiệt chứ. Ghiết mà đèn lát nó hết pin luôn rồi. Hết luôn, cái đèn này sao nó sáng dữ ta. Cái lát này nè. Lát tốt ta vậy không ơi. Hay quá. Tăng lên luôn rồi các bạn ơi. Đó, đẹp không? Quá đẹp. Đây là thành quả mình. Một đợt thăm. Rồi trời. Kinh khủng. Quá khứ. Đây có lông gắn chết nè. Lông. Ôi trời ơi. Chu ca. Lông gắn chết là dính ếch bự dữ trời. Trời ếch nè. Kinh khủng. Còn có đủ vốn rồi đó. Con ếch. Cái rùa khuy chết queo rồi. Rùa cũng nhiều ghê ta. Ồ, lông gắn chết dữ dằn thiệt. Mười hai giờ đêm rồi các bạn ơi. Giờ hai anh em mình ăn thanh long. Chắc nửa tiếng nữa cuốn. Cuốn về sớm cho phải. Cuốn về sớm. Chứ giờ phía rồi. Sớm khỉ khô, giờ cuốn không về nhà cũng sáng chân rồi. Xa quá.
ngon 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 không? Không phải canh canh sao về tới chỗ ấy vợ ba giờ đó. Cái ghé mình mua về ổ bánh mì mình nhai mũi quá trời mũi quá. Hình thù hình thù nào nãy nhìn thấy gớm không, chân cẳng áo quần sình không. Hấp hợp hợp chưa quên nãy giờ quên mời các bạn chỗ luôn mũi con cổ luôn chó chỗ luôn chuyện lớn lắm. Khuya đó bụng ăn chén thanh long đá gì đâu trời, nào giờ ăn thanh long bữa nay là ngọt nhất luôn, ngon nhất tại đói. Căng lên luôn mà ớt nào mà dính giả mày hay là mày ớt rồi. Vài bữa đi cái đồng mà bữa nướng bắp đồng nó không có người thấy gần cầm xa quá ha, cầm xa quá trời trời mũi kìa quá trời quá trời mũi à. Ăn trái thanh long không được yên ổn với mày ngủ này nữa. Quá trời mũi à, mũi nó bài ngư vô mà. Chắc tầm nửa tiếng hơn nữa hai anh em mình cuốn câu về, chắc cuốn câu xong chắc cũng khoảng 3 giờ mấy bò về nhà nữa rồi luôn, 4 giờ mấy. Chào tất cả các bạn nha, giờ đi cuốn câu bạn ơi, giờ 12:30 hơn rồi, cuốn câu tranh thủ về. Cái nghi giác này ếch nó cũng ít luôn, giờ này ếch cũng ít ăn à, nó ăn nhờ lúc chặn dạng á với hừng sáng nhiều, cái giờ này ít đâu ta, câu cắm đâu quên trời, nhớ chiều đâu đây mà gì sống nhăn vậy, không phải đây như đằng kia. Cắm câu cũng quên, mới thăm mà nãy cách đây khoảng 2 tiếng mấy giờ mới giờ quên. Với lại giờ ta xả nước vô quá trời luôn. Như đây dắt này kiếm 5-6 con thôi. Sau đây sau đây lụm gạo không? Ủa cho quớt. Cũng còn ngoe quẩy ồ có hàng có hàng có hàng bắt con trọng nhảy đâu mà nhảy, lên tới đây còn nhảy gì nữa nhảy. Nhất giác được con nữa nè. Vô lũ mới hai tuổi mới, lũ kia nặng quá đi mệt gà chứ ngựa quá vậy nữa kinh khủng. Wow, ngay chăn ổ con lửa luôn. Quá khứ rồi. Tranh thủ đi thôi, đi thôi. Hồi lô, chiếc lửa nè. Hồi ôi. Con coi đổi vợi luôn. Đùa. Ghê hồn không? Đứng ngay chăn luôn. Đâu ta? Mình câu chiều đâu đây mà. Quất nhái nhỏ nhảy ô ô lụm gạo lụm gạo có gạo tiếp.
Nhảy gì mà nhảy vậy? Nhảy gì mà nhảy? Vô hai ẻm rồi nha. Chỉ tiêu mình ra là 6 con đó. 6 con biết được không? Lại mày nhảy, thấy nhảy, tới nhảy lui trái khỏi. Là thấy quá đã liền. Con nhảy sộn sộn. Con câu này đâu sai dữ trời. Có đi qua không ta? Sợ đi hút quá. Giờ cuốn câu mà đi hút là coi như là sót luôn cần đó. Ồ, lụm gạo nữa kìa. Mình mới thấy ăn trước có gạo. Tủng tẳng ăn trước rồi. Ủa vậy chiều không cầm hết trên đây hết ta. Đỏ, ớt cũng trọng nè. Nhảy hả mày? Nhảy. Ngon lành cành đào. Ba con rồi đó, gần tới chỉ tiêu rồi, 6 con rồi, 3 ẻm, cần đâu dưới đây mà, ở đây nè, đây nè, nhớ bởi vì rõ ràng, lụm gạo tiếp, nhớ, rõ ràng ở dưới đây mình có một cần, như bật tên, mày hả bự, lên mày. Ủa, 4 con. 2 con nữa, 2 con nữa là đạt chỉ tiêu. Ồ, nháy. Đó, đó, bóng rồi. Ồ, dạng không? Đó. Dạng ra hồn. Gặp bên mình là chết với mình liền. Bắt nó đi cắm câu cá lóc liền. Sao đây, sao đây? Động tĩnh gì không? Rồi luôn, hiu quạnh. Quạnh hiu. Tranh thủ cuốn về thôi các bạn ơi. Khuya quá rồi. Như là mấy anh em đi xa đó. Nên cũng đuối hết trơn mà. Đuối 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 thiệt á. Rồi mấy bà ganh ruộng này. Đi khó, đi quá trời khó. Đâu ta ăn câu nhớ đâu đây mà. Cái gì không? Ồ, lụm gạo, lụm gạo, lụm gạo. Có gạo rồi. Ở nằm im ghe luôn à. Quậy quá hết nổi à. Đồ. Ông nhận cắm con ếch này cảm giác nó đã thiệt chứ. Cái sự kích thích nó không thua kém gì đi câu cá hay là gắm câu cá lóc gì hết. Cái cần này như nãy dính con nè, giờ đi cuốn câu lụm thêm con nữa. Quá trùng không? Buồn ngư dân. Điện thoại làm chắn bóc trời. Nó không lấy nét được. Ồ, lụm gạo nè. Hộ nó quắn nguyên một nồi luôn. Chạy đâu cho thoát anh cưng. Vô. Cái này mình phải để tới sáng ngon nữa. Do nhà xa quá, với lại mấy anh em ai cũng mệt chứ. Chiều xuống tới đây mắc mưa, chạy giữa đường mắc mưa, tầm tã luôn.
Bữa nào xuống đây chiến tiếp một bữa nữa. Người quá chết. Thấy mê ha. Ở chín liên tục luôn. Cuốn cầu thì nó hơi ít chút. Qua. Ếch cũng trọng nha. Cũng được. Ếch mùa này vậy là được rồi. Nhảy mày. Mày ganh nhỏ quá bởi vì khó để chân quay, các bạn xem thông cảm giùm nha. Đó, dùng cái chiêu kẹp luôn nè. Lấy hai con chó kẹp luôn. Mày hả? Quá trời hông nó bay. Nói chuyện nó bay văng vô họng luôn. E trong họng. Vô mày. Đó, con chim gì đó kêu nữa đó. E. Không biết là chim gì. Nhìn xa lụm con nữa kìa. Nhảy hả mày. Nhảy gì mày nhảy. Hốt mày luôn. Ai đi hấp mày. Để hôm nào mình có dịp á, lên đây mình cắm câu cá lóc bữa. Thấy cá lóc táp quá trời táp. Lên đây dám cắm trúng mánh à. Thấy cá quá trời. Trụ bù hông bay quá trời bay. Kiếm còn được coi. Con ếch phóng. Ô. Con này trọng à. Được. Ô, nó nhảy kìa, kinh khủng. Này mới dính thì sao còn mạnh dữ, nhảy dữ. Mày hả mày? Đập nhảy. Vàng cháy. Vàng như nghệ luôn. Nhìn cái đùi ếch này thấy chảy nước miếng thiệt. Này về để suy nghĩ coi. Nướng hay là xào lóc cách, xào lăn. Ếch này mình nấu cà ri ăn cũng rất là ngon. Cà ri ếch cũng là đặc sản miền Tây. Hết chưa ta? Mình cắm theo bờ ganh này mà nó dài quá nhưng không có nhớ. Ồ, ếch bự rồi. Mình nhảy sồn sồn trước à. Ồ, ếch trọng nha. Khó. Quậy dữ mày. Ồ, ếch. Tủng tẳng. Nó giật cháy luôn. Trời mày vô luôn. Trời. Dính hàm trên cứng dễ sợ. Nhìn ếch chạy nước miếng. Wow. Lụm con nữa coi. Chỉ tiêu có 6 con mà tính ra nhiều ghê ha mày. Mình nghĩ khoảng 6 con gì. Vậy mà dính quá trời dính. Đâu ta. Trời ơi, dính nữa rồi. Wow, đúng là mê thiệt chứ. Cuốn cầu mà dính như vậy à.
Giờ về tới nhà anh Long các bạn. Anh em đó bụng quá trời đó bụng rồi. Mới nấu hai tô mì nè. Giờ tới đây cũng 4 giờ rồi. Mình quất tô mì xong bắt đầu mình bo về nhà mình chắc cũng 5 giờ mấy 6 giờ. Sẵn đây mình quay thành quả cho bạn coi luôn ha. Nay ông Long trúng về, mình cũng trúng. Quá trời ếch luôn. Lu lu. Nhà anh Long anh nuôi chó gì quá trời. Phèn phèn. Đây là thành quả đây. Hai củ lưới luôn nó ghê chứ. Cái này của mình nè, đó. Cái này là lúc mình cuốn câu nè, có nhiều con lắm mình quay không kịp mà. Với lại cái điện thoại nó hết pin nè, mới ghim chút xíu vô nè. Để quay thành quả. Hãy hết pin luôn. Trời ơi cái nè. Kinh khủng không của mình không đó. Và lông đằng kia, nguyên túi đằng kia nữa kìa. Trời đất trời. Quá kinh khủng. Này giác đầu tiên thăm nè. Còn cái này là cái lúc cuốn cầu. Quá khứ. Con người ta tranh thủ ghê không. Về tắm phát chạy ra ăn mì liền. Tranh thủ lắm. Đuối giờ mà ơi, anh em ơi. Người nào nấy đuối hết. Lội mấy cái bờ ao đó. Trời ơi, xình bùng quá trời. Rồi, mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Ui, nhìn một ếch thèm rồi chứ. Trời. Con còn ếch bự chết, uổng quá. À, dạ các bạn ha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ ha.